Rồi hôm nay mình với anh Thuần, anh Vũ Đình Thuần đi quán chả Nha Trang. À, nem nướng Nha Trang. Đây quay anh Thuần chút xíu nè. Phía sau là cái quán nè. À, cái này là đường Thống Nhất nha. Cái đường Thống Nhất mới ở Vũng Tàu. Địa chỉ hả? Địa chỉ là 458. Mà cái đường này địa chỉ nó lung tung lắm. Nói chung là nhớ vị trí đi. Không. Quay hơi, quay nguội thôi. Rồi ok. À, địa chỉ là 460. À, 458, 460 á. Thôi chờ món ra thôi. Rồi có rau rồi. Đây là salad ha. Lát hành. Đây là đu đủ, xoài, dưa leo với lại khế. Bánh tráng để cuốn nè. Đang chờ bánh hỏi với lại nem nướng. Lúc ra luôn nè. Rồi, cảm ơn nha. À, để coi cái nước chấm này cũng không biết có gì nhưng mà cái vị cũng đặc biệt lắm. Món nước chấm này mình ăn thì mình thấy cũng có gừng rồi, có ớt nè, nó sệt nè, có chắc hình như có tỏi hay gì nữa đó, ăn có vị chua chua ngọt 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 nhưng mà hình như không có đường đâu, không phải cái đường đâu, cái vị ngọt của cái tỏi của cái hành này nè. Ok, giờ mình sẽ cuốn thử một cái. Này, giờ quay cuốn thử ra. Lấy salad nè. Lót vô cái bánh cho nó khỏi rách nè. Lót vô cái bánh. Xong rồi cho một miếng đu đủ, có xoài nữa, xoài chua chua đi, rồi bánh hỏi, cuốn hơi bị to rồi đó. Đây cái này chả nướng nè, với lại có cái này hình như là cũng bánh tráng á, nhưng mà bánh tráng chiên cho nó giòn, ăn vô cho nó giòn giòn. Bây giờ mình cuốn lại. Bánh tráng này ăn nó hơi nhiều dầu. À, bánh tráng á, bánh tráng chiên á. Rồi cuốn cũng hơi to đó nhưng mà đẹp. Chấm. Đó. Có rau à. Có xoài, có khế nè. Có mặn mặn chua chua. Có bún nữa ăn no. Ngon, nói chung ăn thử là biết rồi. Rồi tới anh Thuần ăn đi. Thuần nè. Rồi ở đây là cái nước chấm của quán. Ở trong đây á là giống như cơm hay gì
á. Chủ quán kêu là Thảo lên, như nó có ớt rồi nước mắm đấy họ. Hương vị nó không đến nỗi mặn lắm. Thì mình ăn cái này á thì có rau, có nhiều loại rau khác nhau giống như mình cũng bánh tráng thông thường thôi. Rồi, có rau vô. Trong các cái món đính kèm này á, nó có đu đủ nè, cà rốt nè, cái này là chuối, chuối hột, dưa leo, ngoài ra còn có xoài, xoài chua chua ha, kế, còn cái gì nữa không? Rồi coi như đó thôi. Rồi cái này là bánh hỏi. Dạ không. Bánh hỏi, còn đây là nem nha. Nem. Ngoài nem ra thì còn có bánh tráng. Bánh tráng thì người ta cuộn lại á, giống như bánh tráng loại này thôi, nhưng người ta cuộn lại xong người ta chiên lên. Cái này đặc thù là nó hơi nhiều dầu, cho nên là bạn nào mà không ăn được dầu thì hạn chế cuốn nha. Cuốn rõ lại thôi. Cái này hơi lỡ tay rồi. Rắp rồi, mạnh quá. Tết rồi. Chấm như chấm thông thường đấy nha. Cái món này thì mình đã ăn một lần rồi, nhưng mà ở đây thấy có vẻ ngon hơn là nhờ cái vị của bánh hỏi á. Ăn chỗ khác thì người ta làm bằng bún, bún với bún. Còn cái vị nước đồ chấm thì nó vẫn là như vậy thôi. Nó này nó hơi, nó không đến nỗi mặn lắm. Bún với lại bánh hỏi thì ngon hơn. Rồi, ok nè, đó, coi lại rau, tráng, chả. Rồi có củ kiểu nè. Có củ kiểu nữa nè. Kèm vô chấm. Rồi cái quán Nha Trang 460 đường Thống Nhất nè. Rồi ăn luôn. Kết thúc video nha. Mình hay làm video mà ăn xong rồi mình quay tiếp nữa, nhưng mà nhiều người nói ăn xong rồi bàn không có gì mà quay. Rồi kết thúc sớm đi. Bye bye.